Các cuộc tập kích bằng UAV bên trong lãnh thổ Nga là một trong những chiến lược của Ukraine nhằm chấm dứt xung đột bằng cách khiến người Nga cảm nhận cuộc chiến giống như người Ukraine. Tuy nhiên, chiến lược này dường như không đem lại kết quả như kỳ vọng. Cuộc tập kích bằng máy bay không người lái UAV quy mô lớn của Ukraine vào Nga cuối tuần qua là một phần trong nỗ lực mới của Ukraine nhằm đưa xung đột vào sâu bên trong lãnh thổ Nga và tìm cách giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Trong loạt tấn công mới nhất, Ukraine đã phóng hơn 150 UAV vào các cơ sở lọc dầu và nhà máy điện trên khắp nước Nga, những mục tiêu mà Ukraine thường xuyên nhắm tới trong những tháng gần đây. Theo các quan chức địa phương, hai nhà máy lọc dầu ở khu vực Nga đã bị tấn công, trong khi một đám cháy lớn bùng phát tại một cơ sở ở khu vực Tver, phía tây bắc thủ đô. Không có thương vong nào được báo cáo. Trong bài phát biểu đêm 1 tháng 9, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết các cuộc tấn công bằng UAV bên trong lãnh thổ Nga là một phần trong chiến lược chấm dứt xung đột bằng cách khiến người Nga cảm nhận được cuộc chiến giống như người Ukraine. Chiến dịch đột kích tỉnh Kursk cũng là một phần của chiến lược đó. Chúng ta phải đẩy xung đột về nơi đã đưa nó đến Ukraine, chứ không chỉ vào các khu vực biên giới của Nga. Họ phải cảm nhận được xung đột là gì, ông Zelensky nói. Trong những tuần gần đây, ông Zelensky đã công khai hơn khi nói về mong muốn tìm cách chấm dứt chiến sự. Hồi mùa hè, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông hy vọng sẽ chấm dứt giai đoạn nóng bỏng của cuộc xung đột trong năm nay. Ông cũng nói về việc cần phải có sự tham gia của Nga và hội nghị hòa bình tiếp theo về Ukraine sau thất bại của hội nghị ở Thụy Sĩ vào tháng 6. Những thay đổi đó cho thấy sự mệt mỏi ngày càng tăng đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Các cuộc thăm dò dư luận ở Ukraine cũng ghi nhận ngày càng có nhiều người ủng hộ đàm phán ngừng bắn với Nga. Nó cũng cho thấy họ thừa nhận rằng sau hơn 2 năm rưỡi, Nga vẫn có thể đưa nhiều quân và vũ khí thiết bị hơn vào chiến trường và đang tiến sâu hơn trên các mặt trận. Trong khi đó, khả năng của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây, vốn đang bước vào giai đoạn khó lường với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Các nhà phân tích cho rằng, cuộc đột kích vào Kursk và các cuộc không kích sâu bên trong lãnh thổ Nga không chỉ nhằm mục đích giành lợi thế quân sự mà còn củng cố vị thế của Ukraine trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai. Quân đội Ukraine tuyên bố hiện họ đã chiếm được hơn 1.200 km2 lãnh thổ bên trong khu vực Kursk. Cuối tháng 8, Ukraine cũng cho ra mắt một loạt vũ khí mới do chính nước này tự sản xuất mà Tổng thống Zelensky gọi là tên lửa Light UAV có khả năng tấn công sâu hơn vào Nga. Trong một tuyên bố ngày 1 tháng 9, ông Zelensky bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo châu Âu khác sẽ sớm cho phép Ukraine tấn công sâu hơn bên trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp, điều mà Ukraine đã tìm kiếm trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, cho đến nay, cả Mỹ và châu Âu đều chưa đồng ý đề nghị của Ukraine do lo ngại nguy cơ mở rộng xung đột với một cường quốc hạt nhân. Trong khi đó, Nga tiếp tục tập kích các thành phố của Ukraine. Hôm 2 tháng 9, Nga tấn công Kharkov ở miền bắc Ukraine bằng bom dẫn đường. Cuộc dội bom được tiến hành chỉ một ngày sau khi cuộc đột kích trung tâm mua sắm và khu phức hợp tại thành phố này được cho là căn cứ quân sự của lữ đoàn xung kích độc lập số 3 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Ngược lại, các cuộc tập kích của Ukraine bên trong nước Nga nhắm vào các sân bay, kho đạn dược và cơ sở tầng năng lượng không gây ra thiệt hại lớn cho Nga. Cho đến nay, các cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga dường như không làm thay đổi cục diện chung của cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine. Trong khi đó, quân đội Nga tiếp tục giành nhiều chiến thắng quan trọng và đang nhanh chóng tiến về thành phố Polotsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine ở khu vực Donetsk, phía đông Ukraine. Mặc dù giới chức Ukraine cho biết họ hy vọng cuộc tấn công vào Kursk sẽ buộc Nga phải điều chuyển lực lượng khỏi mặt trận Donbass, nhưng điều đó dường như đã không xảy ra và lực lượng Ukraine vẫn bị áp đảo đáng kể trong khu vực. Không rõ các cuộc tấn công vào kho dầu và nhà máy điện đã ảnh hưởng đáng kể như thế nào đến cơ sở tầng năng lượng của Nga. Tại các thành phố lớn của Nga như Moscow và Saint Petersburg, cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường,
không có tình trạng mất điện luân phiên hay còi báo động không kích thường xuyên, điều vốn đã trở nên quen thuộc trong cuộc sống ở Kiev. Trong diễn biến mới nhất, Reuters đưa tin ít nhất 51 người thiệt mạng và 235 người bị thương trong vụ tập kích tên lửa vào một học viện quân sự ở thành phố Poltava, miền trung Ukraine vào ngày 3 tháng 9. Viết trên Telegram, Tổng thống Ukraine Zelensky thể hiện sự phẫn nộ và nhấn mạnh Nga sẽ phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này. Ông ra lệnh điều tra đầy đủ và nhanh chóng về vụ việc. Đây là cuộc tập kích đơn lẻ khiến nhiều người chết nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. Ukraine cáo buộc Nga sử dụng hai tên lửa đạn đạo bắn vào Viện Thông tin Quân sự Poltava và một bệnh viện gần đó. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, thời gian khi còi báo động vang lên đến lúc tên lửa đạn đạo bắn trúng mục tiêu là rất ngắn, do đó nhiều người không kịp sơ tán vào hầm trú ẩn. Thống đốc vùng Poltava Philip Pronin cho biết, nhiều cư dân đã hiến máu hỗ trợ những người bị thương. Chính quyền địa phương đã công bố 3 ngày để tang nhằm tưởng nhớ các nạn nhân. Giới chức Ukraine không lập tức công bố có bao nhiêu quân nhân và dân thường trong số người thiệt mạng. Trên mạng xã hội lan truyền những thông tin nói rằng cơ sở quân sự ở Poltava đang tổ chức buổi lễ ngoài trời thì xảy ra vụ tấn công, làm rộ lên chỉ trích người nào đã ra quyết định mạo hiểm này. Ông Pronin không nêu thêm thông tin về vụ tấn công với lý do an ninh, kêu gọi người dân chỉ tiếp nhận nguồn tin chính thống. Nga và Ukraine thường xuyên tấn công lãnh thổ của nhau và cường độ các cuộc tấn công càng gia tăng trong những tuần qua. Tuần trước, Ukraine chịu đợt oanh tạc nặng nề với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái UAV. Ukraine cũng đáp trả bằng việc điều 158 UAV tấn công lãnh thổ Nga hồi cuối tuần qua, làm hư hại một nhà máy lọc dầu gần Moscow và một nhà máy điện. Sau cuộc tập kích mới nhất, Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi các đối tác phương Tây nhanh chóng chuyển giao viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có vũ khí phòng không. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các nước cần sớm dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tập kích lãnh thổ Nga. Giới chức Mỹ ngày 3 tháng 9 cho biết, nước này đang ở gần với một thỏa thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa có khả năng nhắm tới các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Mỹ có thể bổ sung tên lửa liên hợp không đối đất ngoài tầm phòng không vào gói viện trợ vũ khí cho Ukraine, dự kiến sẽ được công bố vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, một quyết định cuối cùng thì vẫn chưa được đưa ra. Loại tên lửa hành trình tầm xa này có thể tấn công vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, ảnh hưởng tới khả năng duy trì các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và trao cho Ukraine một lợi thế chiến lược. Việc viện trợ loại tên lửa này cho Ukraine có thể thay đổi đáng kể bức tranh chiến lược của cuộc xung đột khi đặt Nga vào tầm bắn của loại tên lửa được dẫn đường chính xác và có sức mạnh đáng kể, điều khiến chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quan ngại. Theo một số nhà phân tích quân sự, thì tên lửa liên hợp không đối đất ngoài tầm phòng không khó bị phát hiện và có tầm bắn xa hơn các loại tên lửa khác trong kho vũ khí của Ukraine. Và loại vũ khí này có thể khiến Nga phải lùi các khu vực hoạt động và kho cung cấp hàng trăm km. Nếu được phóng từ các địa điểm gần biên giới phía bắc của Ukraine với Nga, loại tên lửa này có thể tấn công các căn cứ quân sự của Nga tại các thành phố Voronezh và Bryansk